Đêm nay lung linh ngập tràn ánh sáng, giang ngời không gian dịu kỳ sắc thơm. Đêm nay bao nhiêu ánh mắt đang đón chờ người đẹp thành phố Hồ Chí Minh. Tăng nghe con tim giàu sức sức sống, tăng nghe quanh ta ngàn lời tiếng hát. Chào em người đẹp nhất đêm nay, người đẹp thành phố Hồ Chí Minh. Em là hoa, là hương tỏa sáng, em hồn nhiên tinh khôi chào nắng mới. Em đẹp xinh như căn tràng sức sống, dịu dàng trong tình yêu thương. Em là mây bay đi khắp chốn, em tình yêu cho đời ước muốn. Em tài năng thông minh và nghĩa tình. Thật ra thì em biết đến cuộc thi là qua website của cuộc thi đó chị. Em thấy là cuộc thi nó có một cái ý nghĩa rất là hay, là người đẹp thành phố Hồ Chí Minh sau 1/4 thế kỷ trở lại. Sau khi biết tin em được vào bán kết thì em cũng rất là sung sướng. Cảm thấy là mình có được cơ hội thử sức ở một lĩnh vực mới mẻ là một điều rất ý nghĩa. Cuộc thi với mong muốn là được trải nghiệm và được lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, cái tuổi mà luôn sống hết mình vì một điều gì đó. Trước tiên là Thảo rất là cảm ơn, thứ nhất là đến ban tổ chức cuộc thi, thứ hai là rất là cảm ơn tất cả các nhà tài trợ Mạnh Thường Quân đã dành cho Thảo một cái cơ hội ngày hôm nay.